Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với 7net. Thì hiện tại mình đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ diễn ra một sự kiện cực kỳ là náo nhiệt của Oppo, đó chính là sự kiện ra mắt sản phẩm mới. Và nếu như các bạn muốn biết sản phẩm mới là gì, ra sự kiện nhé. Rồi và đây là những nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc Renault 7 4G và Renault 7 Pro 5G. Còn về thiết kế thì chắc hẳn thiết kế vuông vức đang là xu hướng mới và Oppo cũng bắt trend rất tốt từ Renault 7Z nè, Renault 7 5G và đến hai sản phẩm mới đây cũng có một thiết kế vuông vức tương tự. Mặt lưng thì nổi bật khỏi phải nói nữa rồi, Oppo không bao giờ làm chúng ta thất vọng về phần thiết kế cả. Với em Pro là chất liệu nhám, không thể nào mà bám vân tay được. Thêm nữa là hiệu ứng Facebook Guardian cực kỳ là bắt mắt. Còn với em Renault 7 4G là một chất liệu rất rất lạ đến từ nhà Oppo. Đó là một thiết kế da sợi thủy tinh. Với kết cấu như vậy sẽ nâng cao độ bền của điện thoại. Màn hình 6.55 inch cho em Pro và nhỏ hơn 6.43 inch cho em bên đây. Cả hai đều là tấm nền AMOLED và tần số quét 90Hz. Tiếp theo là về hiệu năng. Theo như thông tin mà mình nắm bắt được á, thì em Pro này sử dụng con chip Dimensity 1200 Max. Và sẽ có hai phiên bản RAM là 8GB và 12GB. Độ nhớ trong sẽ là 256GB. Đối với camera thì sao? Với cụm camera sau bao gồm 3 ống kính với cảm biến chính là Sony IMX766. Và một điểm hay ho là khi cắm sạc hoặc có thông báo thì viền của cả cụm camera sẽ sáng lên như thế này. Và Oppo gọi nó là viền quỹ đạo. Cả hai sản phẩm đều có cảm biến IMX709 và độ phân giải là 32MP cho cam trước. Đây là ống kính mắt mèo siêu nhạy được hợp tác phát triển cùng Sony, giúp cải thiện các bức chân dung thiếu sáng nhờ độ nhạy sáng cao nè và khả năng khử nhiễu tuyệt vời. Và cuối cùng sẽ là giá bán dự tính của em Renault 7 4G sẽ là 8.990.000 đồng, còn Renault 7 Pro 5G sẽ là 18.990.000 đồng. Và đừng quên cho mình xin một like, share và subscribe để ủng hộ 7net ra những video hay ho hơn nữa nhé. Tạm biệt.